Con người đứng đầu vạn vật biết sự thế cư nhân, biết trọng thân quy nghĩa, thì mảnh tâm tư phải là dùng linh địa để thờ phượng đứng sanh thành. Cha mẹ vừa sanh ta ra đã ban cho khối óc trong lành, đường mau trong tim ta chạy qua cân nào tạo nguồn nghi thức về sự mang nặng đẻ đau, và niềm thương cảm sự xót giác nhọc nhằn của mẹ cha qua nắng trưa tay chân nhâm sàm môi đổ xuống thành cận mưa vật thực nuôi các con thờ từ đường gần mạch máu ơi. Vẫn trở về tim ta làm kẻ hữu sanh nhờ ơn phụ mẫu, không thể quên câu hiếu tử tôn thờ. Kẻ phụ ân sanh dưỡng còn thua bụi bằng sương mờ, mờ trong nhân giới khác nào lỗi hữu thể vô tri, hữu tình vô giác là hiện thân của bụi cát, không đang lót đường cho người biết suy tôn phụ mẫu. Người khác hơn vật ở chỗ biết suy tình nghiệm lý, biết trọng nhân trọng kỹ và tròn hiểu như sông thân. Chữ hiếu nhiễm màu
mấy ai quyền tự.